thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn có thể dẫn đến tích tụ độc tố trong gan, thậm chí có thể dẫn đến chức năng gan suy yếu, viêm gan hay xơ gan. Để cải thiện tình trạng này bằng cách uống trà gạo lứt Thảo Mộc này mỗi ngày, được kết hợp từ 8 thành phần thảo dược an toàn và lành tính: gạo lứt, đậu đen, hoa cúc, rượu nhài, rượu hồng, lá dứa, táo đỏ và cỏ ngọt. Gạo lứt là loại ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Lượng chất xơ trong gạo lứt cao, mang lại cho bạn cảm giác no lâu, có lợi cho sức khỏe gan và cải thiện tiêu hóa. Kết hợp với hoa cúc, rượu nhài, một loại thảo dược có tính mát nên thường dùng để giải nhiệt, giải độc cho gan, gấp đôi công dụng và rất tốt cho sức khỏe. Kết hợp với người thường sử dụng đồ uống có cồn, trà có vị ngọt nhẹ từ cỏ ngọt, mùi thơm từ hoa cỏ tự nhiên rất dễ uống. Các thành phần được sử dụng công nghệ sấy hiện đại, mỗi gói trà nhỏ được chia theo tỷ lệ chuẩn, ngâm với 300ml nước sôi trong 5 đến 7 phút là dùng được. Đều đặn một gói trà mỗi buổi sáng, bạn sẽ cảm nhận được sức khỏe của mình tốt lên trông thấy. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.